Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm trước thì chúng tôi có giới thiệu tới các bạn là một cái đề tài khá là hấp dẫn, đó chính là nên mua đồng hồ cũ hay là đồng hồ mới. Thì có một số bạn nhắn tin hỏi tôi vui vui là thế đập hộp đồng hồ là gì? Có phải là cầm cái hộp để đập xuống không? Không phải các bạn ạ. Đập hộp đồng hồ có nghĩa là chúng ta mua những chiếc đồng hồ mới tinh, mới chưa qua sử dụng. Và cái cảm giác mua một chiếc đồng hồ mới nó sướng mà phê lắm các bạn. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ. Và khi nhắc đến thương hiệu này thì đa phần chúng ta sẽ nghĩ đến dây lưng, bút, và thương hiệu đó là tên của ngọn núi, tên là Mont Blanc. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn đó chính là chiếc Mont Blanc lịch thường niên. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng khám phá chiếc đồng hồ Mont Blanc lịch thường niên này các bạn nhé. Thì lịch thường niên như các bạn đã biết là lịch thường niên thì không phức tạp như lịch vạn niên. Tuy nhiên chi phí để chúng ta sở hữu một chiếc đồng hồ lịch thường niên hợp lý hơn rất nhiều so với lịch vạn niên. Như chiếc đồng hồ này các bạn đang nhìn thấy đây, với lớp vỏ vàng hồng này và đường kính 40mm, mới 100%, mức giá đi theo thương hiệu Mont Blanc đưa ra đó là 11.700 USD. Và khi chúng ta để ở thị trường thứ cấp ấy, tức là thị trường ở bên ngoài, thì với một chiếc đồng hồ mới này có giá dao động khoảng tầm 180 triệu quanh quanh này. Và chiếc đồng hồ lịch thường niên này, chiếc đồng hồ hôm nay tôi chia sẻ với các bạn Mont Blanc này, thì các bạn có thể nhìn thấy đúng không ạ, lớp vỏ chiếc đồng hồ là lớp vỏ bằng vàng hồng, được đánh bóng toàn bộ đó, đường kính 40mm, dáng tay càng thì khá là ôm đây, như các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ, đó, không mỏng lắm. Cái cây chặt này là để cho chúng ta dùng để tinh chỉnh các cái lịch nhỏ hiển thị ở mặt số đồng hồ. Thì trong video này tôi sẽ không chọc thử nhé, vì chiếc đồng hồ này hoàn toàn mới nên là việc chọc thử này nó không sẽ ảnh hưởng đến cái tính, có thể là nó sẽ làm xước những cái đầu quay chọc. Tôi sẽ không tinh chỉnh ở trong cái video này. Và chiếc đồng hồ được sở hữu là dây da cá sấu màu đen đó, dây da cá sấu màu đen khóa đơn hay gọi là khóa cài các bạn ạ. Phía đằng sau thì được in logo vân vân. Dây da này làm từ Italy, da cá sấu thật. Những cái này thì nó là những cái kiến thức cơ bản rồi. Nào chúng ta cùng nói về chức năng của chiếc đồng hồ này. Đây là một chiếc đồng hồ với chức năng lịch thường niên. Chúng ta sẽ có bốn đồng hồ nhỏ. Một đó chính là tháng góc 12 giờ, ngày các ngày trong tháng thì ở góc 3 giờ, góc 6 giờ là một vô lịch hiển thị lịch tuần trăng khá là đặc biệt. Bình thường như những thương hiệu khác hoặc là chúng ta sẽ thường hiển thị thấy một nửa phía trên, đó là hình một nửa phía trên đó là hình bầu trời và mặt trăng bay từ bên này, từ bên trái qua bên phải đó. Và ở đồng hồ còn lại, đồng hồ cuối cùng góc 9 giờ đó là thứ. Và chiếc đồng hồ này với cái nền mặt số bằng bạc được hoàn thiện bằng phương pháp chải xước, thì đâu là điểm khiến các bạn được gọi là điểm nhấn của chiếc đồng hồ này? Đó, với tôi thì đó là góc cái đồng hồ, cái đĩa lịch tuần trăng lúc góc 6 giờ. Thì cái cách mà Mont Blanc họ thể hiện cái lịch tuần trăng này cũng khác với những thương hiệu đồng hồ khác. Các bạn có cái cảm nhận như thế nào khi nhìn về cái đĩa lịch tuần trăng này? Với tôi đó là một điểm rất là tuyệt vời, một điểm nhấn mà chúng ta không thể rời mắt được. Đặc biệt ở trên cái đĩa này, đó chính là chòm sao Nam Thập Tự. Bốn cái ngôi sao này tạo thành hình một cái cây thập tự giá. Và chính cái chòm sao Nam Thập Tự này là cái công cụ để nhà thám hiểm Vasco da Gama xác định đúng cái hướng đi khi lênh đênh trên biển. Chiếc đồng hồ Heritage này còn có một cái tên, đó chính là lịch thường niên Vasco da Gama. Các bạn có nhìn thấy cái ngôi sao cao nhất màu da cam, thì cái ngôi sao này mang tên là Gamma, có màu vàng hồng, khác biệt với ba ngôi sao còn lại tên là Alpha, Beta và Delta. Các bạn thấy hay không? Khá là hấp dẫn đấy. Khi mua chiếc đồng hồ này tôi thích tìm hiểu về chính cái chòm sao này. Không phải là ai cũng có thể phát hiện ra cái chòm sao Nam Thập Tự này đâu các bạn ạ. Hơn nhau ở cái chỗ đấy đấy. Thường thì tôi thấy bây giờ là những nhà chế tác đồng hồ thường họ ít khi làm bóng toàn bộ, tức là đánh bóng toàn bộ
và họ đan xen giữa đánh bóng và chảy xước để tạo cho chiếc đồng hồ tính tương phản. Tuy nhiên chiếc đồng hồ này thì không, hoàn toàn là đánh bóng các bạn ạ. Ở phía đằng sau chiếc đồng hồ thì ở tại phần chữ ấy, Mont Blanc ấy, thì là được phun cát và đánh bóng, thì cái điểm này nó ở phía dưới nên là tôi không có đánh giá cao lắm. Thì ở phía đằng sau chúng ta sẽ thấy được một hình con thuyền. Các bạn có thể nhìn thấy hình con thuyền ở cái phần đáy sapphire của chiếc đồng hồ này không? Đây chính là con thuyền mà gắn liền với tên tuổi của nhà thám hiểm Vasco da Gama khi mà lênh đênh trên biển các bạn ạ. Chiếc thuyền buồm này tên là Sao Gabriel đã đồng hành cùng nhà thám hiểm Vasco da Gama khi chinh phục cái mũi Hảo Vọng. Phía đằng sau chiếc đồng hồ thì có một số thông tin như là chống nước 30m, limited 238 chiếc. Tại sao lại là số 238? Các bạn có tò mò không ạ? Thì 238 đó chính là cái độ cao về ngọn hải đăng tên là Cape Point Peak được xây dựng trên cái mũi Hảo Vọng, độ cao 238m. Lý do là chiếc đồng hồ này có limited 238 chiếc. Cỗ máy của chiếc đồng hồ này là cỗ máy base nền là Sellita SW200 nhưng với chất lượng cao nhất, có chứng nhận chronometer đó. Và ở phía trên là module Dubois Depa. Trong video này nếu mà tôi mà nói thêm về module Dubois Depa thì nó hơi thừa, nên là chúng ta có thể tìm hiểu trên Google về cái nhà sản xuất cái module nổi tiếng Dubois Depa này. Sau đây thì chúng ta cùng lên tay chiếc đồng hồ này. Cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn, có chu vi khoảng 16,9 cm. Tôi lên tay chiếc đồng hồ này thì khá là vừa vặn và nó thật sự là nó rất cuốn hút với cái đồng hồ góc 6 giờ thể hiện lịch tuần trăng, thanh lịch và cổ điển dáng tay càng. Và đây là cuối của video này rồi. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về chiếc đồng hồ Mont Blanc này? Hãy comment ở phía bên dưới video các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.